Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Trung review một cái con máy nổ. Cái con này hôm trước đã có chốt hàng cho anh Võ Tấn Khải Huyền rồi, mà anh đổi sang cái con EH17 có đề. Anh nói là thôi để lại con này. Quay clip này chắc anh Võ Tấn Khải Huyền anh cũng xem được đấy. Anh biết ngay mà. Cái con này là Yamaha 5HP. Dung tích hình như là dung tích con này hình như 200 cc thì phải. Con này còn rất là đẹp luôn, nhìn hình thức thì không có phải chê phàn nàn chỗ nào hết á. Hơi hám thì ok. Đây. Hơi bụi bặm tí thôi chứ rất đẹp nhé anh em. Này, từng con ốc, từng con bu lông xi, cái bu ly tất cả nước xi còn sáng sáng trắng hết. Khóa xăng nằm ở vị trí khóa. Đây, bộ chế hòa khí trắng toát luôn đây. Nói chung là cái con này không có một cái lỗi gì hết, và nó có một cái ưu điểm là nó có đề để anh em thích thích đề thích chế máy gì đấy có đề đấy. Bô bọng các thứ này không thiếu thứ gì hết. Nó nói chung nó là một con máy hoàn chỉnh, mình không cần phải giới thiệu nhiều. Mình làm cái clip này tương đối ngắn thôi, tại vì cũng không có gì nhiều để nói về con máy. Con máy này anh em thích dọn nổ thì mình dọn nổ thôi, tại vì nó còn quá mới thì cái con này chắc là đổ xăng là nổ thôi. Hơi hám đây, mình thử xem. Cực kỳ. Lưỡi IC thì không phản rồi. Các cái thứ ba mắt báo xăng là còn đầy đủ hết này. Đấy, mình quay thêm một vòng nữa nha. Trên video thì nói chung là điện thoại nó sẽ quay không có rõ bằng thực tế bên ngoài. Mình chỉ nói con này chất chất của nó là tầm khoảng trên 90%. Đấy, từ trên xuống dưới. Anh em có nhu cầu cần dùng thì cứ liên hệ số điện thoại của mình, Trung 0903 040530. Cái món này thì mình ship, chắc anh em ở xa thì ship qua ngõ Viettel, còn anh em ở gần thì cứ đến nhà lấy. Địa chỉ của mình thì ở Vĩnh Công, Châu Thành, Long An thôi. Chưa giờ chắc mình cũng có nói rồi. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé.